buổi tập mới nhất của U23 Việt Nam, bên cạnh những bài tập phối hợp đồng đội, điểm nhấn đáng chú ý là việc huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục quan tâm và chỉnh sửa những động tác dù là nhỏ nhất cho các học trò. Trong buổi tập, huấn luyện viên Park Hang-seo tận tình chỉnh sửa từng động tác cho các học trò, ngay cả với vị trí thủ môn được xem là ổn định nhất và không xáo trộn về lực lượng ở đợt tập trung này cũng được ông thầy người Hàn Quốc dành sự quan tâm đặc biệt. Về lực lượng trong ngày 26 tháng 4 thiếu vắng hậu vệ Đặng Văn Tới và Trần Quang Thịnh do bị đau, trong khi hậu vệ Liễu Quang Vinh tiếp tục tập phục hồi riêng cùng bác sĩ Choi. Ở chiều ngược lại, cầu thủ được gọi bổ sung trước đó là tiền vệ Hai Long đã cho thấy sự hòa nhập cũng như thích nghi tốt với các đồng đội. Ở diễn biến mới nhất, huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập bổ sung 4 cầu thủ lên đội tuyển U23 Việt Nam, bao gồm Hữu Thắng, Danh Trung, Hoàng Hùng và Văn Khang. Cả 4 cầu thủ này đều đang khoác áo câu lạc bộ Viettel. Với đội tuyển nữ Việt Nam, sau khi trở về từ Hàn Quốc, toàn đội đã ngay lập tức bước vào tập luyện tại Quảng Ninh. Sân vận động Cửa Ông chính là địa điểm được lựa chọn để các nữ cầu thủ tập luyện. Bên cạnh những bài tập kỹ chiến thuật, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đang xem những buổi rèn thể lực trên bãi biển nhằm giảm bớt áp lực cho các cầu thủ. Về tình hình lực lượng, tất cả 26 cầu thủ đều đang ở trong trạng thái sung sức nhất, không ai bị chấn thương. Ở một diễn biến khác, siêu đại kiên tướng Lê Quang Liêm đã có trận thắng thứ hai tại Oslo Esports Cup khi đánh bại Erik Hansen của Canada sau 57 nước đi. Với thắng lợi này, Quang Liêm tạm xếp thứ tư trên 8 kỳ thủ với 6 điểm trong tay. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là kỳ thủ người Ba Lan, Jan-Kristof Duda. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, cách đây chưa lâu, hậu vệ Dani Alves đã ngỏ ý muốn tái ngộ với người đồng đội cũ Lionel Messi trong màu áo câu lạc bộ Barcelona. Tuy nhiên, xem ra nguyện vọng này của lão tướng người Brazil khó có thể trở thành hiện thực, ít nhất là ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Hiện tại, hợp đồng của Lionel Messi với Paris Saint-Germain còn thời hạn tới tháng 6 năm 2023, cùng điều khoản gia hạn thêm một năm. Vì vậy, đội chủ sân công viên các hoàng tử vẫn muốn giữ chân Messi ít nhất là hết mùa giải tới và sẽ đặt ngôi sao người Argentina làm trung tâm lưới chơi trong bối cảnh Kylian Mbappe sẽ hết hợp đồng sau đây 2 tháng, còn Neymar thuộc diện sẽ được ra đi nếu có những lời đề nghị phù hợp. Angel Di Maria cũng sẽ hết hợp đồng với Paris Saint-Germain vào tháng 6 tới, nhưng nhiều khả năng tiền vệ này sẽ không được kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm. Ở tuổi 34, Di Maria vẫn là thương vụ miễn phí chất lượng và đã có ít nhất 4 câu lạc bộ ngỏ ý muốn đưa anh về, trong đó Juventus là cái tên tích cực nhất với lời đề nghị kéo dài một năm. Còn tại Đức, giám đốc thể thao Hasan Salihamidžić của Bayern Munich vừa xác nhận chân sút Robert Lewandowski sẽ ở lại với Hùng Xám ít nhất là cho tới hết hợp đồng vào tháng 6 năm sau. Đến thời điểm này, vướng mắc về thời hạn cùng mức lương trong bản hợp đồng mới vẫn khiến ban lãnh đạo của sân Allianz Arena chưa thể đạt thỏa thuận với tiền đạo người Ba Lan. Trong khi đó, truyền thông Italia vừa đưa tin Inter Milan đã định giá hậu vệ Denzel Dumfries ở mức 40 triệu euro. Cầu thủ người Hà Lan đã thay thế khá tốt vai trò của Hakimi tại sân Giuseppe Meazza và màn trình diễn này đang giúp anh nhận được sự quan tâm tới từ Bayern Munich và Tottenham Hotspur.